Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng với Thị trong chuỗi các cái video chia sẻ về luyện dịch Việt Nhật. Trong cái video ngày hôm nay thì cái bài nói của thầy nó khá là dài và mình cũng xin được chắt lọc. Mình cũng có một vài cái thắc mắc cũng như là một số các cái phần mà muốn xin cái thông tin và ý kiến của các bạn cho những cái cụm từ khác có thể là hay hơn. Nào chúng mình cùng bắt đầu thôi. Tựa đề của bài nói này được mang tên là nghệ thuật khám phá chính mình. Thì thực ra thì mình cũng chưa có tìm ra được cái cách nào hay để mà diễn tả được cái từ nghệ thuật này, và cũng chỉ có cách là jiko tankyu hoho. Và nếu như mà các bạn có cái cách nào để diễn tả thêm về cái từ này thì có thể comment ở dưới để cho mình biết nhé. Cái từ nghệ thuật này thì mình cũng không biết là ở trong tiếng Nhật thì người ta có một cái từ nào tương tự kiểu như vậy không. Thì ở đây mình sẽ chỉ dùng đơn thuần đó là jiko tankyu hoho. Chúng ta thường hay tự đặt cho mình cái câu hỏi là mình là ai, mình là người thế nào. Thì ở đây mình có cái cụm từ mà thầy sử dụng rất là nhiều trong cái bài nói này. Đó là mình là ai, mình là người như thế nào. Thì là 自分 to wa nani ka, 自分 no koto wa nan to iu ka, to yoku tôi kakemasu. Ở đây mình có cái cụm là thường hay tự đặt cho mình câu hỏi, thì mình sẽ để là 自分 zishin ni yoku tôi kakemasu. Và cả câu sẽ là 自分 自身 に 自分 とは何か 自分 のことは何というかとよく問いかけます。 Hôm nay tôi đề nghị với các bạn nói chuyện một chút về một đề tài mà mọi người đều thích, và có ra rất nhiều sách về đề tài này. Nhưng mà tuy nhiên tôi vẫn có cảm tưởng như là trong cái xã hội này mọi người không có ý thức được thực sự cái chuyện nó ngã ngũ ra làm sao, đó là mình biết gì về mình. Mình biết gì về chính mình? Mình có hiểu mình không? Mình là ai? Ở đây cái từ là thân chào các bạn thì là minasan konnichiwa. Hôm nay tôi đề nghị với các bạn nói chuyện về một chủ đề, một đề tài mà mọi người đều thích. Nó ra rất là nhiều sách về đề tài này. Cái đoạn mà cái chủ đề mà mọi người đều thích ấy, thì mình có hai cái từ để lựa chọn, đó là chiumoku sareteru và hayateru. Hayateru ở đây là rất là thịnh hành, rất là mọi người đều đang để ý tới, quan tâm tới. Và chiumoku sareteru cũng là mọi người đang để mắt rồi chú ý đến. Câu này mình sẽ để là kyō wa chiumoku sareteru oku no hon mo suppan sareta tema o ohanashi shimashou. Cái từ tema ở đây là chúng ta cùng nói chuyện về cái chủ đề mà suppan sareta, là đã được xuất bản ở rất là nhiều sách. Cái từ oku no hon này khá là hay, có là cái từ o ấy khi mà tính từ, khi mà chuyển nó thành danh từ ấy, thì sẽ thành là oku no hon mo suppan sareta tema o ohanashi shimashou. Tuy nhiên thì shikashi hoặc là tadashi, trong cái xã hội này mọi người không ý thức được thực sự cái chuyện nó ngã ngũ ra làm sao. Đó là mình biết gì về mình. Ở đây cái chuyển ngữ của mình, cái đoạn mà thực sự ấy, thì mình sẽ để đó là cả cái cụm này là ishiki shite nai, là tôi có cảm giác rằng là kanjimasu, là mọi người đang không ý thức là ishiki shite nai, xem là you, xem là mình thực sự là cái chuyện đó ngã ngũ ra làm sao. Thì mình hiểu đơn thuần ở đây đó là thực sự là mọi người đang không ý thức cái việc là tự biết là mình là ai ấy, thì sẽ là 十分 shiteru ka. Mina wa 自分 no koto wo 十分 shiteru ka wo ishikitei nai to kanjimasu. Còn niyote wa ở đây là ở trong cái xã hội này, trong cái thế giới này, genzai no sakai hoặc là gendai sakai, niyote wa mina wa 自分 no koto wo 十分 shiteru ka wo ishikitei nai to kanjimasu. Mình biết gì về chính mình? 自分 について nani wo shiteru ka? 自分 zishin no rikai shiteru ka? 自分 to wa nani ka? Đó là những cái câu hỏi mà lặp đi lặp lại trong cái bài nói này của thầy. Và rất đông bạn, có lẽ cả thế giới của thế hệ trẻ đều tự nhủ, có lẽ mình phải đi tìm hiểu mình trước khi mình làm một cái gì. Đông các bạn trẻ thì là hotondo no wakamono tachi wa, và có lẽ cả thế giới của thế hệ trẻ đều tự nhủ rằng là mình phải đi tìm hiểu mình trước khi mà mình làm một cái gì đó. Thì ở đây nó là cái có lẽ và nó là cái đánh giá chủ quan, nên là để là so desu, đúng không? Hotondo wakamono tachi wa nani ka o yaru mae ni zibun o rikai shite oita hou ga ii to ninshiki shite iru so desu. Mọi người đều đang nhận thức rằng là như vậy, là nên đi tìm hiểu về chính mình trước khi mà mình thực hiện một cái gì đó. Ôi, một cái phong trào đây là nó như là một phong trào tâm thời, một thời trang mà tôi cũng nhìn nhận
là nó rất quan trọng khi mà chúng ta làm cái gì. Cái từ ô ấy khi mà thể hiện cái sự ngạc nhiên ấy thì nó có cái từ là ôi ạ, ôi ạ, ôi. Một cái phong trào ở đây là Fucho Mitai, đúng không? Fucho ở đây là một cái phong trào mà rất là tân thời, hiện đại, Fucho Mitai de. Soして, それもかなり重要な問題だと思っています。Và tôi cũng nghĩ rằng là cái vấn đề đó nó cũng là một cái vấn đề khá là quan trọng. Là nó rất quan trọng khi mà chúng ta làm cái gì. Bởi vì tất nhiên khi mà chúng ta là một trong tâm trạng của một nghệ sĩ mà chúng ta đi làm một nghề dạy kỹ sư thì tất nhiên nó cũng khó lòng thành công. Bởi vì tất nhiên nó có cái từ là đặt tệ ở đây ở đằng sau ấy, nó là miêu tả về cái lý do, đúng không? Đặt tệ thì bởi rằng là Gezutsuka no tamashii o motteru no ni engineer o shitara seikou ninaru no wa kanari muzukashii desho. Desho ở đây mình đã gặp lại ở trong cái bài hôm trước, là phải chăng là có vẻ là như vậy, đúng không? Phải chăng là đưa ra cái suy nghĩ lập luận của tác giả, và tác giả đang kêu gọi cái sự đồng tình ấy, xác định lại cái ý kiến này một lần nữa là cái việc mà nô ní, đúng không? Mặc dù là mình mô tê được, là mình có một cái tamashi, một cái tâm hồn của Gezutsuka, nhưng mà mình lại đi engineer o shitara thì seikou ninaru no wa kanari muzukashii desho. Hoặc là, đúng không? Hoặc là chúng ta là một người rất tầm thường mà chúng ta mơ làm thủ trưởng hoặc là tổng thống hoặc là chủ tịch công ty thì thật sự nó cũng thiếu thực tế. または普通の人にもかかわらず、州長とか社長とか大統領とかになる夢を持つのは幻想みたいですね。幻想みたい。Đây, đó là, nó thiếu thực tế và nó ảo mộng. Nó là cái giấc mơ này, nó chỉ là phi thực tế thôi. Cái việc mà yume o motsu no wa, cái việc mà mang cái giấc mơ mà trở thành A, B, C, D như vậy, mặc dù là nimo kakawarazu, mặc dù là chỉ là người tsu no hito bình thường thôi, thì rất là thiếu thực tế. Thế nhưng mà cái vấn đề là ít người nào hiểu được chính mình một cách khách quan. Thế nhưng mà しかし問題なのは自分自身を客観的に知る人数が少ないのです。 No です。 Ở đây là thế nhưng mà để nối với cái câu đằng trước là cái vấn đề ở đây đó là cái nhân sư ga sku nai, là cái số người mà biết một cách khách quan về mình thì lại rất là ít. Cái vấn đề lớn là người ta hay vỡ vỡ mộng là bởi vì rằng là người ta cứ tưởng là người ta hiểu mình, ai cũng tưởng là mình hiểu mình. 一番大きな問題は誰でも自分のことを十分知っていると思い込んで幻滅になってしまうことです。cái思い込んで ở đây là cứ đinh ninh, là cứ cho rằng là mình đã hiểu được hết, 十分知っているvề mình, nhưng mà chính vì vậy cho nên là để vì vậy cho nên là なってしまうことです, là mình sẽ trở nên gọi là幻滅, là trở nên gọi là vỡ mộng ấy. Nhưng mà ai cũng hiểu mình, tự hiểu mình một cách rất là chủ quan, và khi cái chủ quan nó chạm với cái thực tế thì đôi khi nó có một cái sự chênh lệch rất là lớn. Thế nhưng mà ai cũng hiểu mình, tự hiểu mình một cách rất là chủ quan, có là trên thực tế, có là cái đoạn trên thì là thầy có nói là mọi người ai cũng nghĩ là mình hiểu mình hết rồi. Thế nhưng mà実際, trên thực tế thì sao? 実際に誰も自分自身を習慣的にするということです。ということです。 Ở đây là thế nhưng thực sự nó là như vậy đấy, mọi người biết về mình rất là chủ quan, và khi cái chủ quan nó chạm với cái thực tế thì đôi khi nó còn có cái sự chênh lệch rất lớn. Mình có cái từ là tai xa ga arimasu, là có cái sự chênh lệch rất là lớn. Cái từ này mình học được ở trong cái bài shadowing nói của tuần trước, các bạn có thể xem lại cái video đó nhé, là có một cái sự chênh lệch lớn. Đó là khi mà siêu căng tiki na kangai wa jisai ni attara toki ni wa tai xa ga arimasu. Những cái người rất tầm thường có những giấc mộng rất là lớn, cũng như là ngược lại có những người rất là kỳ khôi mà lại chỉ có những giấc mộng rất là nhỏ bé, thì thật sự nó cũng là một thảm trạng. Rồi có một cái điều rất là lạ lùng là, đúng không? Cái này nó nối với cái câu trước nên là miêu nị. Có một điều rất là lạ là tsu no hito nara okina yume o motteimasu, là những người mà bình thường thì lại có một cái giấc mộng rất là lớn. Gaku ni yushiu na hito nano ni chiisana yume shika motteinai desu. Sore wa bigeki janai deshou ka? Đây phải chăng là một cái thảm họa?
Thưa các bạn, thế thì để tránh đi vào những thảm trạng này thì tôi xin có đôi lời để chia sẻ với các bạn, giúp các bạn tìm hiểu chính mình một cách khách quan. この悲劇を避けて客観的に自分を知るためにいくつかの言葉を共有させていただきます。Nếu mà các bạn mà nhìn tất cả cái cuộc sống của các bạn mà thường ngày mà cái phản ứng của các bạn trước cuộc sống thì các bạn hiểu ngay các bạn là ai. もし日常生活でどのように反応しているかを全て詳しく観察すれば自分とは誰か自然に理解できます。các bạn sẽ hiểu ngay là các bạn là ai, nên là sẽ là không dùng từ sư ngữ mà sẽ chuyển là 自然に理解できます、là mình sẽ tự nhiên là mình sẽ hiểu ra được rằng là mình là ai nếu như mà mình quan sát tất cả và chi tiết, đúng không? Quan sát tất cả全て詳しく観察すれば phản ứng như thế nào trước cuộc sống ấy, thì sẽ là どのように反応しているか, phản ứng hoặc là có cái thái độ như thế nào đối với cái cuộc sống thường ngày của mình ấy, thì là mình sẽ hiểu được mình là ai. Bây giờ chẳng hạn như tôi đem ba cuốn sách rất là hay và tôi bảo rằng là cái ba cuốn sách rất là hay tới trước mặt bạn, tôi bảo rằng là bạn đọc đi. Ví dụ như là 例えば私はすごく良い本を3冊持ってきてこれを読んでくださいとあなたに言ったら。Sách này. Thôi thì bây giờ tôi nói một cách chủ quan cho vui vẻ. Một cuốn sách là một đời thương thuyết, một cuốn sách là một đời quản trị và một cuốn sách là một đời đi kẻ như kẻ tìm đường. Là ba cuốn sách đều là của tôi cả. Bạn có đọc không? Rồi, ở đây là thì bây giờ tôi nói một cách chủ quan cho vui vẻ. Cái thực ra thì cái ví dụ này thầy lấy là ba cái cuốn sách của thầy ấy, nên là cái câu mà giờ tôi nói một cách chủ quan cho vui vẻ ấy, thì mình sẽ chỉ hiểu đó là thầy bây giờ sẽ lấy một cái ví dụ vui thôi về ba cái cuốn sách của thầy thôi, chẳng hạn như vậy. Có là khi mà đưa ba cái cuốn sách của thầy ra thì mọi người sẽ như thế nào ấy, thì mình có để là nan đà cả tanoshi leo tốt tệ, có là gọi là kiểu ý là tôi lấy một cái ví dụ vui thôi, đúng không? Nan đà cả tanoshi leo tốt tệ sono san satsu wa, là ba cái cuốn sách đó là một đời thương thuyết, một đời quản trị, rồi một đời như kẻ tìm đường. Thì thực sự ba cuốn này rất là hay nha các bạn. Hiện tại bây giờ mình vẫn đang đọc cái cuốn là một đời như kẻ tìm đường, và nó có rất là nhiều những cái suy nghĩ mà trùng hợp với lại mình ở trong đó, và mình rất là thích cái cuốn một đời như kẻ tìm đường này. Đợi hôm nào có thời gian thì mình sẽ review cho các bạn nhé. Và subete watashi no hon desu, là tất cả những cái cuốn đấy là cuốn của tôi. Thì anata wa sore ra o yomimasu ka? Sore ra ở đây chính là ba cái cuốn sách đó, thì bạn có đọc không? Nếu mà bạn mà ngại ngùng, lâu lâu bạn dở một trang cho vui, rồi bạn cũng chẳng buồn cất cái cuốn sách đó đi, thì nói thật với các bạn đã thuộc cái thành phần không hiếu kỳ lắm, không muốn học hỏi lắm. Moshi anata ga, ở đây này, nếu như mà bạn ngại ngùng, lâu lâu bạn dở một trang cho vui, cái từ ngại ngùng này mình đã tìm rất là nhiều từ, và mình có tìm ra được cái từ đó là guzu guzu suru, là gọi là chần chừ ấy, làm thì không làm luôn, rồi làm một cách rất là chần chừ, rồi không có hăng say làm việc ấy, rồi làm một cách rất là kiểu uể oải, rồi không có chủ động gì hết ấy. Thì là ở đây mình hiểu cái ý nó này, mình hiểu ý ở trong câu này đó chính là mình ngại ngùng, mình lâu lâu bạn dở một trang cho vui, rồi bạn cũng chẳng buồn cất cái cuốn sách đó đi đấy, kiểu anata ga guzu guzu shite たまに数ページをめくるだけでそのまま置いて片付けることさえ気にしなかったら、có là đến ngay cả cái việc mà片付ける là cất nó đi thì cũng không còn thèm để ý tới nữa. 気にしなかったら thì 実を言うと thì nói thật mà nói thì là あなたはあんまり好奇心がなく学習欲がない人です。Là bạn sẽ là người 学習欲 là không có cái tinh thần học tập này, rồi 好奇心がなく là không có cái tinh thần học hỏi này, rồi không có cái tinh thần hiếu kỳ lắm. Và ở đây mình bắt gặp cái cấu trúc đó là sae kini shinakatara, đến ngay cả cái việc đó mà cũng còn không thèm để ý tới thì là jitsuo yuto, đúng không ạ? Thì cả cái cụm này, cái từ guzu guzu này là mình sẽ nối nó như vậy. Moshi anata ga guzu guzu shite tamani su peiji o mekuru dake de, chỉ có dở vài trang sách thôi, sau đó là sono mama oite katasukeru koto sae kini shinakatara jitsu o iu to anata wa anmari koukishin ga naku gakushu yoku ga nai hito desu. Và
đây là tự học đấy các bạn ạ, là một cái trong những cái điều kiện rất quan trọng để mà tiến bộ. Và đây là cái tự học đấy các bạn ạ. Soして soremo jigaku desu yo. 進歩するためにすごく重要な条件の一つです。Và đây nó là một trong những cái điều kiện rất là quan trọng. すごく重要な条件の一つです。で、進歩するために、で、まあ、tiến bộ。Thôi, thế thì bây giờ mình nói tóm lại thì mình có thể nói cái gì? Mình có thể nói rằng là nếu mà các bạn có tâm hồn nghệ sĩ thì các bạn chưa đi vào doanh nghiệp nhé. Và nếu mà các bạn mà có một cái tâm hồn của một người đua, tức là một người luôn luôn muốn thực hiện mọi chuyện, tìm giải pháp cho mọi chuyện, hiếu kỳ, sáng tạo, thì chính cái doanh nghiệp là cái nơi mà các bạn sẽ phát triển rất là nhanh. Rồi, で、要約するとこのように言えます。例えば、もしあなたが芸術家の魂を持てばビジネスに参加しないでください。好奇心旺盛で創造的である、すなわちルア人であれば、企業こそ急速に成長できる環境である。có nghĩa là một tờ bà, nếu như mà bạn có cái tamashi, một cái tâm hồn của một người gezutsuka thì sẽ sanka shinai de kudasai, đừng có đi vào business, đừng có đi vào các cái doanh nghiệp làm gì. Còn cái từ là kokishin ose là cái cụm là rất là tò mò đấy, kiểu rất là hiếu kỳ đấy, và sozo tiki dearu là rất là sáng tạo đấy. Sunawachi là hay nói tóm lại ở đây nó chính là đùa hito de areba. Kigyo koso, chính các cái doanh nghiệp là cái môi trường mà giúp cho bạn có thể phát triển một cách nhanh nhất. Kyu soku ni seicho dekiru kankyo de aru. Chúng ta cũng nên bỏ thời gian để tìm hiểu chính mình là ai. Thành thử ra là đúng không? Dakara zubun o rikai suru tame ni shikan o kakeru hichyo ga arimasu. Chúng ta đừng có ngồi hỏi tự hỏi một cách mơ hồ. Chúng ta phải tự đánh giá một cách rất là khách quan. Chúng ta phải khắt khe đánh giá một cách không nhân nhượng là chúng ta trước một cái tình huống nào đó chúng ta đã phản ứng ra làm sao. Và khi đã phản ứng như thế thì thôi đừng có chạy tội cho chính mình. Có cái đoạn là chúng ta phải đừng có ngồi đó một cách mơ hồ. Cái đoạn mơ hồ đây thì mình sẽ hiểu đơn thuần đó là ozapa de likai shinai de kudasai, là đừng có hiểu một cách rất là đại khái, một cách mơ hồ. Shibun de kakantiki ni kibishiku hyouka shi keshite dakyo shinai de, có là phải kakantiki ni này là khách quan này, kibishiku hyouka shi là đánh giá một cách rất là khắt khe này, và keshite dakyo shinai de là tuyệt đối không được, dakyo là không được nhân nhượng đấy. Aru zokyo no mae ni dono you ni hanno shite deru ka, bạn dono you ni hanno shite deru ka là bạn đang phản ứng như thế nào trước một cái tình huống nào đó. Thì aru zokyo no mae ni sono you ni hanno shita ato de hinan o sakasu no mo yamete kudasai, và đừng có tìm chạy tội cho chính mình. Cái đoạn mà đừng có tìm cái cớ để cho mình nghĩ, đừng có tìm cái cớ mà để cho mình nói rằng là mình vì như thế này nên mình mới thế hoặc nọ kia. Thì ở đây có cái cụm là hinan là buộc tội, có là tìm cái cớ hoặc là tìm cái việc là trốn tội, hoặc là tìm cái chỗ mà để mà nghĩ rằng là vì như thế này mà mình như thế kia, thì sẽ là hinan o sagasu no mo yamete kudasai. Mình hay nói rằng tôi là thằng lười, tôi là thằng thiếu óc sáng tạo, tôi là thằng sợ rủi ro, tôi là thằng nhút nhát, tôi là thằng không thích đổi mới, tôi là thằng ham tiền, tôi là thằng thế này, thằng thế nọ. Một khi các bạn mà đã có đủ can đảm làm cái việc như thế thì các bạn sẽ đánh giá các bạn một cách rất là đích xác. Ở đây là tôi là thằng lười, lười là namakemono, không có tính sáng tạo là sozo ryoku ga nai hito, sợ rủi ro sẽ là risuku ga kirai, người nhút nhát thì sẽ là okubio na hito, không thích đổi mới thì nó chính là người bảo thủ đúng không? Hoshiusha, hoặc là thích tiền, ham tiền, okane ga suki desu đúng không? Nado shibun o mitomete kudasai, là hãy thừa nhận thẳng thắn là mình như thế. Sono you na koto o suru yuki ga aru kara ni wa, có là một khi mà mình đã có cái yuki là cái can đảm để mà nói như vậy, thì anata wa jibun jishin o hijou ni seikaku ni
Handan dikiru, desho. Desho đây thì là chắc là nếu mà một khi đã như vậy thì bạn sẽ có thể phán đoán được một cách hijo ni, một cách rất là đích xác. Hijo ni, se kaku ni là một cái cụm luôn, là đánh giá một cách rất là chính xác cái bản thân mình. Bạn đừng có bao giờ mà nghĩ rằng cái gì tốt cái gì xấu, bởi vì xã hội này và với 7 tỷ người trên cái thế giới này là thì nhu cầu nó mênh mông. Rồi, đừng có bao giờ nghĩ rằng cái gì tốt hay cái gì xấu, thì có cái đoạn là kesite yoi ka warui ka, có là cái gì đó nhất định nó là xấu, có là nó chỉ có xấu và nó không có tốt ấy, kiểu thế. Rằng cái gì tốt hay xấu là kesite yoi ka warui ka o kangaenai de kudasai, là do ka đây là có nghĩa là kiểu nó là nan tiêu cả đấy, đúng không? Là xin thưa các bạn rằng là kiểu kiểu như vậy đấy. Do cả anata wa nani ka ga kesite yoi ka warui ka o kangaenai de kudasai. Bởi vì xã hội này và với 7 tỷ người trên cái thế giới này là thì nhu cầu nó mênh mông. Bởi vì rằng là đúng không? Yononaka niwa 70億人 mo iru. Kono sakai no tame ni yoyusei wa kodai desu, gọi là rất là mênh mông, rất là bao la ấy. Cái nhu cầu của cuộc sống ấy thì nó rất là bao la, để vì là tameni, vì là một cái xã hội này có tới tận hàng 7 tỷ người trên thế giới, đúng không ạ? Nhu cầu cho một văn sĩ, cho một thi sĩ, cho một nghệ sĩ, cho một họa sĩ, cho một nhạc sĩ, cho một người làm đồ gốm, cho một người làm bếp, cho một người nấu ăn, cho một người làm bánh, cho một người thầy giáo dạy tiếng Anh, dạy toán học, cho một người kỹ sư, cho một người bác sĩ, cho một người y sĩ, cho một người luật sư, hay là một chính trị gia, thưa các bạn, đều có chỗ cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái người mà thành công thì sẽ là cái người mà có tất cả những cá tính để dễ đưa họ tới thành công. Cái đoạn mà tất cả các cái loại ngành nghề ở đây thì là các bạn có thể đọc ở đây, đúng không? Sakka là nhà văn này, Shijin là nhà thơ này, Geijutsuka này, Gaka này, Ongaku ka này, Toge ka này, Ryōrishin này, Panya, rồi Eigo Kyoshi, Sugaku Kyoshi, Engineer, Isha, Bengoshi, Seijika, Minna, Dare demo, Ibasho ga aru no desu. Đều có chỗ cho tất cả mọi người ấy, thì mình có một cái cụm đó là ai thì cũng có chỗ của mình ấy, không có ai là không 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 xứng đáng ở trong cái xã hội này cả ấy, thì có cái cụm là ibasho ga aru no desu, là dare demo ibasho ga aru no desu. Shikashi seikou sa wa seikou e michibiki yasuku tokutei seikaku ga aru hito desu. Thế nhưng mà cái người thành công là cái người mà có tất cả những cá tính để dễ đưa họ tới thành công, thì cái câu này mình có chuyển ngữ như thế này là những cái người mà nó có một cái đặc tính gì đó rất là đặc biệt, tộc cái tề đây không phải là đặc biệt theo cái kiểu là tộc cái biết sự, mà ví dụ như là người thành công thì phải dậy sớm, giả dụ thế nhá, rồi người thành công thì phải biết lập kế hoạch, rồi người thành công thì phải hiếu kỳ sáng tạo nọ kia đấy, kiểu như vậy ấy. Thì là cái từ tộc cái tề xe các cự ở đây mình sẽ hiểu là những cái người thành công ấy là những cái người mà có những cái cá tính nào đó mà cái tục tê xê các cự ở đây thì nó lại được bổ nghĩa bởi cái việc là xê cô ép michibiki yasuku, là những cái tính cách đó, những cái cá tính đó nó phải dễ dàng đưa tới sự thành công, thì cái người đó sẽ là người thành công ấy. Thì là xê cô xả vạ xê cô ép michibiki yasuku tục tê xê các cự ga aru hito desu, là những người thành công là những người như vậy. Là những cái người ta đã chọn đúng cái con đường mà những cái khả năng bẩm sinh của họ, tức là họ biết họ chính họ tôi là ai. すなわち選択したものが彼らの生まれつき能力に合っている、いわば自分自身が誰か分かっているのです。 Thì là những cái thứ mà người ta chọn ấy, thì nó là những cái thứ mà phù hợp với lại cái năng lực bẩm sinh của họ, hay nói cách khác ở đây chính là họ đã hiểu chính họ là ai, tôi là ai. Thưa các bạn, không nghề nào là nghề xấu, không việc gì là một việc xấu, và không có một cái công tác nào mà không có thể trả hậu nếu mà bạn đem lại một cái chất lượng trong công việc của các bạn. Rồi, minasan, warui shokugyo wa nai, warui shigoto mo nai, đúng không? Shitsu no takai shigoto o shitara donna shigoto demo koukyu o moraeru yo. Có là cho dù là bất kể cái công việc nào, bất kể cái ngành nghề nào, nếu như mà shitara, nếu như mà bạn làm tốt
là Shichinotakai Shigoto, tức là bạn làm một cái công việc mà có cái chất lượng cao ấy, thì bạn sẽ Kokyu wo Morai được, là bạn sẽ nhận được cái tiền lương cao thôi, đúng không ạ? Chất lượng thấp thì người ta sẽ trả ít, chất lượng cao người ta sẽ trả cao. Hin shitsu ga hikukereba shiuniu ga sukunai. Hin shitsu ga takakereba shiuniu ga oi daro. Daro đây là phải, đúng vậy phải không nào? Thành ra các bạn đừng có lo, nhưng mà trước hết phải biết chính mình là ai. Và muốn biết chính mình là ai, chỉ cần quan sát chính mình trong một ngày, chứ không cần mua bao nhiêu sách đâu các bạn nhé. Rồi, だから心配するな、心配しないでください。ただ自分は誰であるかと知っておかないと。Nhưng mà trước tiên thì trước mắt mà dự đúng không? 自分は誰であるかと知っておかないと là mình, nếu như mà mình không biết được mình là ai thì là sẽ không được, mặc dù là mình đừng có lo lắng, nhưng trước hết là phải 知っておかないと là biết được xem là mình là ai. 自分が誰であるかを知りたかったら1日だけで自分を観察してください。たくさん本を買う必要はないです。Thế thì tôi xin mời tất cả các bạn thử quan sát chính mình trong một ngày, 2 ngày, trong một tuần, và nếu mà chậm lắm trong một tháng các bạn sẽ biết các bạn là ai. それで皆さん1日2日1週間ほど自分自身を観察してください。遅くとも1ヶ月であれば自分が誰であるかがわかるから。Và từ lúc đó trở đi các bạn sẽ định nghĩa được cái nghề nghiệp mà nó sẽ phù hợp nhất cho các bạn. それから皆さんは最も自分に合った職業が分かってくる。分かってくる là khi mà mình 自分を観察してから thì sẽ 自分に合った職業が分かってくる là mình sẽ biết được cái nghề nghiệp mà nó phù hợp nhất với lại mình. Các bạn đôi khi còn định nghĩa được cả cái tính tình của người bạn đường sau này. Rồi, そしてどういう気は、そして将来のパートナーの性格の要素が月、đây là mình sẽ tự nhiên mình sẽ nhận, còn định nghĩa được, dự tính được cả cái tính cách của những cái người partner là cái người bạn tình hay là cái người bạn đời của mình trong tương lai. Siêu xe nạ cái công xe các chữ ô cứ được của tôi gạ để kịp được. Khi mình biết chính mình, khi mình biết chính cái người bạn của mình, khi mình biết tất cả những người xung quanh mình mà biết rõ, nhưng mà phải định nghĩa một cách khách quan bạn nhé. Cái chuyện quan trọng nhất là phải khách quan mà phải chấp nhận mình như thế. Rồi, 自分が分かっている、自分の友人が分かっている、周りの人が分かっている。でもね、客観的なことを定義しないと。大事なのは客観的であり、自分がそういう人間だと認めないと。Có là nếu như mình không thừa nhận rằng là mình là người như thế thì không được, đúng không ạ? Namake mono nara namake mono, hitakuso nara hitakuso, originality wa originality da ne. Có là mình sẽ phải chấp nhận là mình là người như thế. Mitome được, mitome nai to. Đấy, lười là lười, dốt là dốt, sáng tạo là sáng tạo. Các bạn nhé, khách quan mà đánh giá chính mình và chỉ cần tự quan sát mà thôi. Còn hướng đi nào cũng tốt. Rồi,客観的に自分自身を評価し、自分自身を観察するだけでいいのです。どの方向でもいい、hoặc là どの方向でも構わない、đúng không? Là khách quan mà đánh giá chính mình, 自分自身を評価、自分自身を観察するだけで là chỉ cần mình đánh giá, mình quan sát mình thôi là được, đúng không? Để いいので、どの方向でもいい、どの方向でも構わない。À, như vậy là trong bài hôm nay cũng khá là dài rồi. Mình đã cùng phân tích một cái nội dung của bài nói của thầy liên quan tới cái việc là tìm hiểu về chính mình, xem là mình là ai. Thì như các bạn thấy, từ trước đến nay mình cũng hay đặt cho bản thân cái câu hỏi xem là mình là ai, mình là người như thế nào, và cái sở trường cũng như là cái công việc phù hợp nhất với bản thân mình là gì. Thì thông qua cái video lần này thì mình cũng đã rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là hãy cứ làm đi, hãy cứ thử quan sát và hành động theo những cái gì mà con tim mình mách bảo, thì dần dần cái việc là mình là ai và mình là người như thế nào nó sẽ dần được hiện ra. Mình làm hết với cái tâm huyết của mình, với cái năng lực của mình hiện có, thì cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ trở nên sung túc hơn, và mình cũng sẽ tìm ra được cái câu hỏi là mình là ai. Rất là mong cái video ngày hôm nay sẽ tiếp tục có ích cho các bạn.
và có thêm được một chút những cái ý tưởng mới, những cái góc nhìn mới trong cái việc tìm hiểu chính mình là ai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, Jenny.